Xin kính chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube Lê Khôi Audio. Nối tiếp clip trước thì Khôi đã giới thiệu với anh em hai cặp loa KLH, và do cái thời lượng clip nó quá dài nên clip thứ hai này thì Khôi mới phôi ghép và test chất âm. Thì như Khôi đã giới thiệu thì con âm ly mà Khôi lựa chọn cho cái dòng loa KLH5 này đó là âm ly Hikvision AA21 dòng sơn âm biên thế. Thì thật ra là trên kênh YouTube của Khôi trong nhiều năm trở lại đây á, thì Khôi đã ghép rất là nhiều rồi. Thì hôm nay Khôi cũng ghép lại để cho những ai đang theo dõi mình nghe thử nha. Thì ở đây nè, con Hikvision AA21 ha. Thì cái này Khôi có tới 5 con, là 6 con mà bán tới 2 con rồi, còn lại 4 con. Toàn bộ là những cái món hàng cực kỳ đẹp, đẹp gọi là đẹp xuất sắc nha. Đó. À, chứ không phải đẹp thường. Đó. Thì anh em nghe thử mà thấy nó hợp thì mình sẽ lựa chọn ha. Ngoài cái KLH5 này thì con Hikvision A21 này nó đánh được với AR2, đánh được với JBL65, đánh được với JBL43-11-12 cũng như L100. Bên cạnh đó thì một số lâu người chơi đã từng ghép rồi là Diton 15-25-44 nha. Đó, nói chung là vậy, áp dụng loa đồng trục Fronger cũng đánh tốt, nó hợp rất với nhiều loa cổ ha. Đó, thì bây giờ Khôi đang test này. Cho em nhiều quá, lỡ một lần say, từ nay xin chối từ. Đó. Rồi, thì tí nữa Khôi sẽ test một ca khúc anh em nghe dài hơn. Đó. Đó, đây là dòng xuất âm biến thế tới 11 sò sắc ha. Nó có tới 8 sò công suất chia đều cho hai vế và hai sò đệm và một sò nguồn, gọi là 11 sò sắc. Hai cục xuất âm này. Đó. Thì con này Khôi đã có clip giới thiệu và có rất nhiều trên kênh YouTube của Khôi rồi. Đó, anh em có thể tham khảo thêm ha. Mức giá thì sẽ có tùy theo con, thì có từ 18 đến 20 triệu. Anh em yêu thích thì liên hệ với Khôi nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ nghe thử chất âm, rồi mình sẽ lựa chọn theo cái yêu thích của mình. Thank you.
Rồi, Khôi vừa test thử này. Đó, nói chung là cái con âm ly như Khôi đã giới thiệu trong clip trước là HitKit AA21 dòng sắc âm biến thế, chạy 11 sao sắc, rất là hợp với KLH5 này. Thì không biết nữa, có thể là nó tạo ra một cái hiệu ứng gì đó, hoặc là nó hợp so với những cái người chơi trong cái tầm tiền. Nói chung là theo cái đánh giá của rất nhiều người chơi thì họ thấy hay đại loại nó vậy, không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà nó cũng giống như với Fisher AR hay là Lutman với JBL hay là Samsung Pioneer chẳng hạn, thì cái con này nó được ưu ái và được người chơi lựa chọn như vậy ha. Rồi thì hai cặp loa thì Khôi đã báo giá clip trước rồi. Anh em nào có nhu cầu thì mình vào xem lại để thấy được rõ cái tình trạng về loa cũng như báo giá. Còn con âm ly thì Khôi có tới 4 con nha, 6 con mình bán 2 con này, còn 4 thì nó sẽ có cái mức giá từ 18 cho tới 20 triệu nha, tùy theo cái hình thức cũng như tùy theo cái mức giá Khôi nhập về từng con. Anh em có nhu cầu thì cùng với xem các clip trước để thấy cái sản phẩm nha. Nhớ đăng ký kênh cũng như bật chuông để nhận được các cái thông báo mới nhất. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa và chúc lựa chọn được món hàng ưng ý. Cảm ơn và hẹn gặp lại.